San xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phạm San Family Cuộc Sống Hồ Bắc Trung Quốc. Hôm nay thì San sẽ cùng với mẹ chồng đi ra đồng để làm ruộng cả nhà. Thì khoai lang đã thu hoạch xong rồi, bây giờ mình sẽ làm đất để trồng rau mới á. Sẽ trồng rau cải thìa, trồng từ giờ đến tháng 11, tháng 12 là ăn được ạ. Thái Lực anh ấy đi câu cá từ sáng sớm ạ. San dậy từ 6 giờ thì đã không thấy người đâu cả. Bữa nào đi câu cá cũng đi với mấy người à. Ở bên hàng xóm cũng có cái chú ấy hay câu cá thì hai chú cháu rủ nhau đi á. Đây là cái nhà cũ của mẹ chồng, bố mẹ chồng San ông bà cô chú ạ. Cây đào này trồng một năm rồi, nó lớn được như này này. Cây hồng này nhà San sai lắm mà nó bị sâu ấy cả nhà. Nhìn quả bên ngoài thì nó đẹp như thế này nhưng bên trong nó sâu hết. Sai mà tiếc thật ạ. Sai cực kỳ luôn. Mình có phun thuốc sâu nhưng mà hình như là nó sâu từ gốc ấy, nên là quả nó cũng sâu vậy, nó cứ rụng hết xuống dưới. Quá sợ. Nó đi đuổi gà. Gà cũng phải sợ nó đấy. Ở đây có cái cây gì mà quá sai. Ngày trước mẹ chồng xa ở nhà có nuôi mấy con gà, bây giờ không có nuôi nữa. Nuôi ở đây mấy con cáo nó hay vào nó ăn. Nó ăn gà nên là không có nuôi nữa. Thà bố sợ chứ chén yếu nè cơ. Nè cơ sao mà 他那个草稿旗，你问问你哪个方法处理？他问你想问的，你不是去外面去吗？他回来，他养那个草噻，没有导游，没有。Đồ làm ruộng thì mẹ chồng San để ở cái nhà cũ này này, nên là qua đây để lấy đồ để làm á. Nhìn nãy nãy chỗ là nhìn thấy đây. Mùa này đang là mùa rau cải ông bà cô chú ạ. Nhà bà nội trồng rau cải. Wow, nhà cụ có cái cây hồng này nó sai chưa ạ? Quả vàng ấy. Sắp được ăn rồi. Sai thật ạ. Cái cây hồng này nhà cụ thì không bị sâu cả nhà. Mấy nữa được ăn? Tầm nửa tháng nữa. Xài thật đó. Cây nó sắp gãy luôn. Cây bồng này nó cũng xài. Cái bồng này nó hơi chua. Mấy củ? Những hoa hấu tu củ à.
还没熟啊，光 check 完了。你看这个果子是绿色的，果子还没熟呢。Cái cây sả này của San nó đẻ nhánh nhiều chưa ạ? Mà hôm bữa thím hai á, à thím cả thì mới không biết, thím mới lại đi, thím mới chặt mất của San. Thím tưởng là cái cây cỏ dại á, chặt mất của San này. Hôm nay San lấy một ít về San xào với lại ếch á. Cái cây sả nó mập ơi là mập luôn ạ. Bự nè. Xả nó bự chứ cả nhỉ. Cây xả này từ hồi San trồng thì San không có ở nhà, nhưng mẹ chồng San vẫn tưới nước này rồi bón phân cho nó ấy. Nên là nó cũng tươi tốt lắm, nó đẻ nó nhánh nhiều. Phía bên dưới thì cái chỗ mà mẹ chồng San đang chuẩn bị cuốc đất trồng rau ấy thì có phun thuốc sâu á, thuốc cỏ. Còn ở trên này thì không có phun á, thì tiện San lấy liềm San làm luôn cỏ. Cái mảnh trên này thì không biết là trồng gì á, có một mảnh này thôi mà mấy chị em chung nhau để trồng chứ không phải là của một mình nhà San á. Đi bao mama chai đấy, khoai đi. Chai khoai. Chai cho cơ. Đà chéo mà. Ừ, đúng rồi. Con chạch giúp mẹ hái ớt. Đà chéo khoai rồi. Nhìn thấy cái gì sợ đó, hay là hổng sợ đó. Ừ. Hả, nhìn phong dây. Nơi cái tay gì đi. Khẩu tay lì mẹ. Khẩu tay. Ừ. Không bỏ trong túi. Bỏ trong túi đem về. Thấy nhiều mà. Mấy nhiều là. Còn không? Thì nhìn đằng trước nha. Thế chém mấy nhiều. Đằng trước. Nữa. Ừ. Tụi mà không sợ ta lá chéo tụi mà yếu châu sữa. Thứ hai là cỏ ấy. Tụi mà thuế sẽ châu sữa lá chéo. Ừ. Sữa lá chéo tụi mà lá mà xảo. Lá chéo lá mà xảo à. Ừ. Ta hỏi. Nó yếu ta đây đấy. Yếu ta đấy. Quả to này màu xanh. Tùy.
Đây, chưa hạp chưa biên. Quả thâu. Quả này. Chưa. Quả này nữa nè. Đúng rồi. Quả này. Đây có hồng sữa lá đó. Rồi ôi, nó vặt hết cả lá. Cho là gì có lưu sữa lá. Chỗ này. Đút vào túi. Phăng khẩu tay ra đi. Khẩu tay, tay chân, tay chữ. Cái này to rồi. Ừ. Cái to rồi. Nhiều quá đút không có được. Đây hả? Cái to thì trang một xe, bù yào. Ừ. Xeo bù yào, xeo bù yào. Cái này. Nhà cụ nội có cái đầm trước, chắc là trồng mấy cái cây củ nhiễng này, bây giờ nó mọc lên nhiều lắm. Ba chồng sang thì đang lấy một ít về để ăn nó xào. Thầu ta à? Yeah. Này về xào cả nhà. Cứ đến mùa đông thì cái cây này nó héo. Héo xong là đến mùa hè nó lại héo. Nó lại mọc ra, mọc xanh. Giờ nó đang non đấy. Non này xào ngon. Giờ hủ riêng thì có bà. Củ nhiễng này bên Việt Nam mình có bán đắt không ông bà cô chú? Ở bên này một tháng trước sang ở trong siêu thị mua mấy chục nghìn một ký cơ. Cái củ này nó già cả nhà, già là ăn ở bên trong nó đen này, ăn nó không được ngon đấy. Ăn non nó mới ngon. Mình lấy nhiêu đây ăn bữa nào thì lấy bằng đấy á, chứ để lâu nó không được ngon. Với lại chọn mấy cái củ bé bé về xào nó mới ngọt ạ. Cái củ to này thì không ăn được nữa. Lên như ra là lên như vậy. Cái gì có bao giờ? Chưa. Nó bây giờ, bây giờ. Chưa bây giờ. Chưa bút nào á. Cái đó là cái sân à. Cái gì có bao giờ hả? Chỉ có bao giờ. Chỉ có bao giờ tốt đi. Nếu có. Đây là mảnh đất mẹ chồng San vừa mới làm này. Mình đào luống sẵn này này xong là tưới nước phân ngày mai ra trồng sau á. Hai chú thím cũng ra đây để lấy về ăn. Ừ. 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 Cái 光泽他提那个，别提头啊！
bao được một dao ra. Ở chung nha. Nặng con. Hả? Thế mama bao nhiêu ký đấy? Hoàng Trạch giỏi ha, chơi chơi hầu ly hay à? Hả? Huy ba mà thí à? Giúp mẹ xách xô. Hầm băng. Đi Găm à? Hoàng Trạch đi bộ với ông hả? 不能走,是奶奶不能走,是你不能走。你来了坐车,骑车是走,我不能走。你跟奶奶一起走啊。 Hôm nay thì buổi chiều thì cả nhà San sẽ phải lên thành phố thông báo cô chú ạ. Thì mẹ chồng San nói là San có ăn không ấy thì lát nữa kêu bố chồng qua đấy ạ. Lấy một ít để đem lên thành phố á. Cái củ nhưỡng này nó nhanh già lắm. Để mấy ngày nữa là già không có ăn được á. Thì San nói là San có lấy á, vì ở trên thành phố rau cũng đắt hết, lần nào San về San cũng phải lấy một ít rau ở dưới quê để đem lên á. Ở phía trước kia họ có chở cái xe bán dưa hấu ông bà cô chú ạ. Mẹ chồng San qua đây hỏi xem bao nhiêu tiền một ký. Họ đi cái xe xong à kiểu bán rong cả làng á. Đi khoai ba 7.000 một ký. Hầu tua xìa. Thiền bất thiền. Thiền. Răng mẹ mẹ có cái 14 quả cho tôi. 14 quả 4 đồng. Tôi thì chỉ có thể nói. Hai quả này 50.000. Hai mẹ con đi mua xong à. Chẳng ai đem tiền đi cả. Bây giờ lại đi về để lấy tiền trả cả nhà. Hai quả này là 50.000 á. Ở trên thành phố hôm bữa San đi mua 1 tệ 5. Ở dưới quê là 1 tệ 8. Mà hôm đấy San còn thấy đắt ạ. Hầu tua, hôm nay nhiều thế, nhiều hơn hôm qua. Thái Lực anh ấy đi câu có cái lưới ấy, thì mình cứ để cái lưới ở dưới cái ao hoặc cái hồ ấy thì cá nó sẽ không nhanh chết ấy. Nếu mà mình đem cái xô chậu đi mình đựng nước để vào đấy thì nó nhanh chết lắm. Thì câu về là cá nó còn tươi xong mình làm á, mình ăn luôn thì rất là ngon luôn. Ừ.
đi câu cá về cái là lại lăn vào bếp để nấu cơm với ông bà cô chú. Cái món xào này phải để cho thái lực ạ. Cá làm xong rồi thì buổi tối ăn có vài con ấy. Bây giờ thì mẹ cháu San sẽ chuẩn bị cho San đem về bên thành phố ạ. Chứ để ở nhà thì một mình mẹ ăn cũng không có hết ấy. Bữa cơm tối thì Thái Lực đã nấu xong rồi ạ. Cá hôm nay thì sẽ xào chứ không chiên nữa. Cái món thịt ếch xào với lại sả nhìn rất là ngon luôn. Thì sao mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của San ạ.泡火车不吃东西的你。你领导喝了吧？
suốt ngày nói ngồi nói liên chuyện, ăn cơm không ăn. Cụ ngoại sang nhà San chơi ông bà cô chú ạ. Thì San có mời cụ ăn cơm nhưng mà cụ nói là cụ ăn rồi á. San nói là hôm nay nhà San có món xào xả với ếch mới á, thì mời cụ ăn thử xem là có ngon không.我们家这里面，嗯，那叫什么？韩语，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 
鹅粉王，多香，起立吃它也香。就我炒这个吗？你有没有感觉香？你感觉香？香。就这个炒，这个炒。我做香香炒的，你不忙。我问你啊，他要去哪里呢？我们要去哪里？哪里不行？还是能喝点三分冰。关心，你不说吃完走了啊？你在跟人家聊天没有？哎呀，我吃。嗯。上去上去。上去上去。我那长得长高个子，也还有，对，腰里头大，我做个挺胖的，是吧？啊，壮汉，嗯，你年纪高，我看着好看。啊，是，就是干的话，我都长，都六两斤了。那你行不行？你行，真的？怎么办？我咋打？还得不打？差不打？完了，再我们再整点东西回去。不要，怎么着？再点，我们再搞回去，再再。我上上上上班，给你不上上班，哪里这不是下雨？我不是装哪个意思，你他妈听懂？你是讲的下车的，讲我车的，你两年没讲过车，要不上班不下车？我哪是叫我下车的？现在马上就下车的。马上这个我也到时候开车的，我开车，我开车，你现在我也是刚刚开车。ăn xong cơm tối thì cả gia đình nhà San phải đi lên thành phố để ngày mai thái lực đi làm đúng bà cô chú ạ. Thì video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho gia đình của San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà và những video tiếp theo nha. Tạm biệt ông bà, cô chú, cho ông bà, cô chú ngủ ngon. Thế con có yêu ông bà, cô chú không? Có yêu ông bà, cô chú nhiều lắm. Úi giời ơi, đúng rồi. Nghịch lắm kìa.